Vâng, xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh của ô tô Đức Thiện. Nếu như trong tầm giá 1 tỷ mà quý vị muốn chọn một chiếc sedan đẹp, độc lạ mà quý tộc thì không thể bỏ qua chiếc này. Đó là chiếc Jaguar quý vị nhé. Chiếc này là Jaguar XF 2.0, đăng ký lên đầu 2016. Một chiếc sedan cực kỳ đẳng cấp, quý tộc, hiện đại. Sau đây mời quý vị cùng đi về tổng thể nội ngoại thất chiếc xe. Vâng, một mẫu xe mà cực kỳ là quý tộc. Và khi lăn bánh trên đường nó tạo một cái vẻ rất là khác biệt, rất là độc lạ so với những chiếc xe khác như Mercedes, Audi hay là BMW thì quý vị rất là quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà Jaguar thì nó rất là hiếm. Đấy, form dáng xe rất đẹp nhá, rất trường xe. Mà tầm giá chỉ hơn 1 tỷ một chút xíu thôi. Đấy, một chiếc xe mang thương hiệu hình con báo, đấy, Jaguar XF, đăng ký lên đầu 2016. Đó, xe màu đen rất là sang trọng luôn, đẳng cấp. Đó, hình có báo đây, trông rất là khỏe khoắn và cực kỳ độc. Đấy, mặt ca lăng thiết kế rất hiện đại quý vị nhá. Đèn thì chúng ta có đèn full led, đèn bi full led, đèn led chạy ban ngày đầy đủ. Hệ thống rửa đèn rồi là cảm biến phía trước rất là an toàn. Chất lượng xe thì bên em cam kết và bảo hành nha quý vị. Xe thì quý vị khi mua có thể đánh ra hãng hoặc bất cứ nơi đâu kiểm tra thoải mái. Chiếc này bên em vẫn hỗ trợ trả góp quý vị nhé. Quý vị chỉ cần trả trước tầm 450 đến 500 triệu là có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Rất độc và lạ, rất là quý tộc, sang trọng. Mời quý vị cùng vào bên trong khoang nội thất nhé. Đấy, nội thất cực kỳ sang trọng luôn, quý tộc. Đây, được trang bị những cái mạ vàng này, rất đẳng cấp luôn. Đây, em đầy đủ quý vị xem nhé, một cái rất hay. Đấy, cần số thò lên và hệ thống điều hòa mở ra cực kỳ hay luôn, mà chỉ trên Jaguar mới có. Đấy, khoang nội thất rất đẹp quý vị nhé, rất mới luôn. Loa thì trang bị loa Median cực kỳ chất lượng, gương chống chói điện, cửa sổ trời không thể thiếu rồi, cần số điện tử, phanh điện tử. Đó, vô lăng đây, hai lưu chuyển số, ga tự động. Vâng, Jaguar XF 2016, một chiếc xe sang cực kỳ độc lạ, quý tộc. Và quý vị chỉ cần bỏ ra từ 450 đến 500 triệu là có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Rất là phù hợp đúng không ạ? Nếu như quý vị là quan tâm, hãy liên hệ trực tiếp đến hotline em để trên màn hình hoặc qua địa chỉ đó là ô tô Đức Thiện, số 10 phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Em xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý vị thích, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.